Còn ai nữa không? Cô muốn nói gì tốt không? Ngài có thể kể cho chúng con nghe về thời đại hoàng kim và mọi chuyện như vậy trong tương lai. Anh muốn biết điều gì? Chẳng hạn như bây giờ, nhân quả của mọi người đã xong và chúng sinh đã được nâng cao. Như vậy, kế hoạch của tạo hóa là gì ạ? Nó sẽ tốt đẹp hơn, vẫn tiếp tục chứ. Còn ý nói, con nghĩ như là cả ngàn năm, như chuyện đó thì tôi không biết, tôi sẽ không có ở đó. Chỉ tốt đẹp hơn thôi, cho phù hợp. Dạ, còn ai nữa không? Kia, con chỉ muốn nói micro. Nếu không, không thể nghe được. Con rất mắc cỡ, tôi biết ai cũng mắc cỡ hết, không sao, cô là Phật mà. Ít ra cô là thánh nhân, hãy làm gì đi chứ. Không sao, người nhà mà. Tự do, cứ nói gì mình muốn. Cô muốn nói. Con bị một tai nạn xe hơi. Cách đây hơn 2 tháng. Con muốn cảm ơn sư phụ đã che chở cho con. Con cảm nhận được sự che chở rất mạnh. Cảm ơn Ngài. Không có chi. Một câu hỏi khác là... Không sao, bình tĩnh lại. Đừng lo, không sao đâu. Cứ từ từ. Đây, uống đi. Cứ từ từ. Dạ, con xin lỗi. Có gì đâu, sao lại xin lỗi? Cảm xúc là một phần trong đời sống của chúng ta, đúng không? Đây, nhất là cảm xúc tốt, tốt cho quý vị, không đúng sao? Nếu cô khóc với hạnh phúc hoặc biết ơn thì rất tốt. Sao lại xin lỗi? Đây là lần đầu tiên con gặp được sư phụ. Hả? Dạ, lần đầu. Lần đầu à? Dạ. Ồ, đúng rồi, thảo nào hả? Con rất vui mừng được gặp sư phụ. Vui mừng, tốt, tốt. Cô vẫn còn sống phải không? Mừng là khi bị tai nạn xong mà mình vẫn còn sống. Cảm thấy khác đúng không? Biết nó như thế nào? Đã trải qua ha. Có lúc tôi cũng bị tai nạn. Tôi biết cảm giác sau đó thế nào. Thấy mình không có vấn đề gì. Con làm việc chung với một người bạn rất thân. Và điều lạ là cô ấy cũng bị tai nạn tương tự. Chỉ sau con 2 tháng. Cô ấy cũng bị gãy chân giống vậy, hầu như là cùng ngày. Trời, gần như cùng giờ. Chúng con lúc nào cũng đi chung với nhau, làm việc chung, là đồng nghiệp với nhau. Con muốn hỏi tại sao chúng con lại có nhiều chuyện không may giống nhau vậy? Nhiều khi như cô ta trở thành con trở thành cô ta, nó giống quá. Quá nhiều liên hệ. Dạ. Làm sao chúng con có thể cắt bớt một chút, cắt bỏ đi? Dạ. Quý vị còn làm việc chung với nhau, thì nhiều khi chuyện xảy ra như vậy, bởi vì đồng thanh tương ứng. Hoặc có khi đại khái là người ta có duyên với nhau. Chẳng hạn như kiếp trước đã là chị em, anh em với nhau, hay tình nhân, người quen, bạn bè. Cho nên nếu lúc trước có liên hệ tốt với nhau, thì khi luân hồi, quý vị gần như thành một trở lại. Rồi sau đó khi có chuyện xảy ra, quý vị chia một nửa. Hoặc trước kia cô đã giúp cô ta, bây giờ cô ta giúp lại. Đại khái vậy. Cô không vui với cô ấy à? Dạ vui. Cô vui, vậy thì được rồi. Dạ, nó không can dự gì đến cô. Dạ. Cô ấy phải chịu như vậy nên không sao. Không có gì có thể xảy ra mà không có lý do. Được chứ. Đừng tự trách mình. Đừng nghĩ đó là tại vì vậy, hiểu không? Lúc trước quý vị đã từng là bạn thân, đó là lý do, hiểu chứ? Lâu lắm rồi, trong 2 kiếp. Khoảng 400 năm về trước là lần cuối cùng quý vị gặp nhau. Tại một tinh cầu khác, không phải ở đây. Có bạn thân tốt chứ? Được rồi. Bị thương một chút có sao đâu. Vậy ha. Cảm ơn sư phụ. Không có gì.
Còn ai nữa? Đằng kia. Quý vị tốt mà. Con có nên nói lớn không? Nói lớn, cứ la, cứ hét lên. Dạ, đây không phải là câu hỏi. Nhưng từ hai ngày nay, con thường nói với một sư tỷ là chúng con vô cùng biết ơn. Chị thấy vô cùng vui sướng. Sư phụ nói về ganh tị. Dĩ nhiên, tất cả chúng con đều hy vọng mình ở đẳng cấp thứ năm. Nhưng thật vui mừng là có ba người trong số chúng con. Ừ. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu con. Sao sư phụ vô cùng vĩ đại như vậy? Họ không biết. Dạ, chúng con biết, nhưng tại sao chúng con lại may mắn đến vậy? Chúng con khờ dại, thiền dở, nhưng sao lại quá may mắn? Chỉ là đúng thời điểm, đồng thời trong giai đoạn này, tinh cầu chúng ta phải gia nhập với các tinh cầu khác, các tinh cầu văn minh hơn trong thiên hà, cho nên ân sủng và gia trì giúp rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng không muốn trở lại đây nữa. Người kế. Sư phụ khỏe không ạ? Con xin nói tiếng Hoa. Con thọ tâm ấn vài năm về trước, cho đến 2-3 tuần lễ vừa qua, con vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Bây giờ thì không còn nữa, con chỉ cảm thấy hạnh phúc. Con cảm thấy chúng con có nhiều hy vọng mỗi phút mỗi giây. Con cảm thấy vui hưởng sự gia trì của sư phụ ban cho chúng con. Ngoài ra, lòng tham sân si cũng được loại trừ rất nhanh chóng. Tất cả đều nhờ lực lượng sư phụ. Bất luận thế nào, sư phụ đã nói, vào lúc tâm ấn, con đã tham dự 2 kỳ tâm ấn. Con cảm thấy lúc đó nhiều thói quen tích lũy bên trong. Chẳng hạn như lòng ganh tị, rất vi tế. Hoặc lối suy nghĩ hẹp hòi. Lúc đó, như một ấm nước thoát. Xả hết, sư phụ đã giúp con tắm ra ngoài. Khi vị sứ giả Quán Âm muốn kiểm chỗ nào đó, vị ấy không tiến hành được vì con còn bị chặn lại. Lần này khi con đến đây, sư phụ đã giải tỏa chướng ngại đó cho con. Thông suốt, tất cả đều thông suốt, tuyệt diệu. Con cảm thấy con có thể phát triển tình thương và mọi thứ. Con thật sự vui mừng, rất vui mừng. Tôi cũng thật sự mừng luôn. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có chi. Bây giờ tất cả quý vị đều hiểu, tất cả quý vị đều là thánh rồi. Người kế, cô ta chỉ vui mừng biết ơn. Cô ta đã tiến bộ. Cô ta cảm thấy mỗi lần dự lễ tâm ấn, tất cả những điều xấu, những thói quen phủ định được xả ra hết như một dòng nước lớn, tống sạch ra hết. Cô ta cảm thấy tốt hơn, tự ái hơn, vân vân. Kính chào sư phụ. Chào, chào sô-cô-la. Con cũng có kinh nghiệm tương tự như sư tỷ bị tai nạn. Một năm trước, con ở trong một... Trời ơi, tim con đập mạnh. Tại sao vậy? Vì con quá ngạc nhiên là con được ở đây. Vậy à? Dạ. Một năm trước, con bị một tai nạn xe rất nặng. Rất nặng. Ok. Con không biết làm sao con thoát được. Chỉ biết là mình đã thoát khỏi. May là anh đã thoát. Con muốn cảm ơn sư phụ về điều đó. Con cũng muốn cảm ơn Ngài đã chăm sóc ba con. Ông đã qua đời năm ngoái. Đại khái là con trở về nhà để chôn cất ông. Trong tâm con muốn biết ông có được yên hay không. Con đi vòng quanh và gặp một cô gái. Cô ta nói với con, cô có giấc mơ. Và cô bảo rằng, ba con nói chúng con đừng lo lắng cho ông. Ông được bình yên. Nên con biết sư phụ đã an bài. Con chỉ xin cảm ơn Ngài về điều đó. Không có chi cưng. Sô-cô-la, bé sô-cô-la. Sô-cô-la. Còn ai nữa không? Rồi. Nếu quý vị muốn nói thì cứ nói. Nếu không muốn thì cứ để dành đó. Cứ để dành đó rồi đi ra ngoài. Ta 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 ta. Đây, thưa sư phụ. Ngài có muốn chia sẻ với chúng con những điều gì khác mà Ngài đã phát hiện được ở cảnh giới cao hơn không? Anh muốn biết điều gì? Cứ nói tao nghe. Có quá nhiều điều tao không thể chia sẻ tất cả được.
có điều gì khác mà Ngài cũng nghĩ rằng chúng con sẽ được lợi ích hay là anh đã nhận quà chưa? Dạ chưa ạ. Chưa ạ. À, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho người trao anh món quà đó. Những đồng tu cũ biết hết rồi. Vì tôi có mặt ở đây, họ có thể dạy anh nên không hề gì. Đó là quà cho anh. Nhưng nhóm đầu tiên thì tôi dạy. Tôi đích thân dạy nhóm đầu tiên. Quý vị đến sau. Nên có lẽ để tiết kiệm thời giờ, có thể tôi sẽ dạy quý vị hoặc họ sẽ cho quý vị biết nhé. Món quà mà tôi tặng quý vị là cực kỳ mạnh mẽ. Không ai có khả năng sử dụng nó. Không ai có khả năng biết được nó. Hiểu không? Nó ở trong kho tàng của tôi và được khóa kín. Không ai có khả năng để mở nó hoặc thậm chí biết nó ở đó. Cho nên khi quý vị mặc niệm những gì tôi dạy quý vị, cả vũ trụ đều được lợi ích. Toàn cõi vũ trụ, hiểu ý tôi không? Đó là hàng triệu triệu vô số thiên hà. Không phải chỉ có tinh cầu nhỏ bé này. Cho nên nó cực kỳ mạnh mẽ. Quý vị phải giữ gìn cẩn thận, phải tin chắc, có lòng tin. Dù quý vị không có, lực lượng đó cũng sẽ hữu hiệu, nhưng phải có lòng biết ơn. Thế thôi, càng biết ơn càng nhận được nhiều. Hiểu không? Chỉ vậy thôi, ok. Càng tôn trọng thì quý vị càng khiêm nhường, điều đó tốt, thế thôi. Nhưng cũng không cần, lực lượng đó tự hoạt động. Người mới giơ tay lên xem. Mới, người mới. Mới, đây. Người mới, đây, đây. Không à, người cũ. Không còn người mới nữa à. Đằng sau kia phải không? Đây, vì là người mới, quý vị có nhiều hơn, tiện thể thôi. Đây, đây. Đây. Ồ, ho ho. Cô ta cười như vậy đó. Có ai chưa có không? Quý vị chia nhau. Khu nào không có? Đây, chia nhau nhé. Cứ ăn cho đến khi quý vị cảm thấy bùm bùm bùm. Ồn quá. Mấy người ồn ào quá. Tôi giận rồi. Thật tình giận rồi đây. Chà, người có bao kẹo lớn tới đây. Chia ra nhé, chia nhau. Quý vị có rồi chưa? Chưa à? Chia nhau, chia nhau, chia nhau. Cứ giống như con nít. Mọi người đều có. Hãy niệm năm hồng danh và những danh hiệu mới rồi chia ra. Mọi chuyện ổn chứ? Tốt, tốt, tốt. Rồi. Của con.
có tên của cô ta trên đó, hội ngộ ngọt ngào, hội ngộ ngọt ngào đúng. Ồ, không có gì ngoài ngọt. Rồi, quý vị ổn chứ? Dạ. Muốn gì khác nữa không? Muốn gì khác nữa? Nóng hả? Dạ nóng. Chà. Hôm nay tôi xõa tóc. Tóc tôi ướt biết không, nhưng lại muốn ra gặp quý vị. Tôi không chịu nổi đứng miết ở đó hàng giờ để sấy. Máy sấy tóc du lịch quá nhỏ. Người nào đó mua nó nhỏ như vậy, sấy lâu lắm mới khô. Cho nên tôi chỉ đi ra y nguyên ướt. Thưa sư phụ, chúng con mới tìm được cái này của ai đó. Dĩ nhiên nó là của mọi người, tất cả đều có như nhau. Có ai mất gì? Tốt, quý vị được rồi. Tốt hả? Sư tỷ đó đi về nhà rồi à? Dạ không, cô ấy còn ở đây. Đâu rồi? Dạ đây, tôi không thấy cô ấy. À, cô ấy là người giúp làm tóc cho tôi hôm nay. Nếu quý vị cần thì làm nơi kín đáo, cô ấy có thể giúp quý vị. Đừng quên tiền bo. Tiền bo nói tiếng Hungary thế nào? Borovalo, Borovalo. Đừng quên Borovalo nhé. Cô ấy làm đẹp lắm. Cô ấy khéo và nhẹ nhàng. Tốt, tốt, tốt. Bởi vì lúc này tôi phải để tóc vàng. Tôi không thể làm được gì hết. Rất là bất tiện, biết không? Cho nên rất là phiền phức. Tôi không bao giờ thích điều đó cả. Nhưng tôi phải làm. Giống như tôi phải mặc quần áo vì quý vị. Bằng không quý vị sẽ nghĩ minh sư kiểu gì vậy? Mặc dù có thể một vài người thích như vậy. Nếu tôi sinh ra ở Ấn Độ sẽ đơn giản hơn. Tôi chỉ việc bôi trơ lên khắp người. Có vậy thôi, đúng không? Đây, thích hay không tôi sẵn sàng rồi. Có người cũng chẳng màng bôi trơ lên thân thể nữa. Quá phiền, quá nóng. Thân thể này là cái gì vậy mà làm phiền chúng ta quá nhiều? Phải cho nó quá nhiều thức ăn và thức uống, rồi còn tóc, móng tay. Không sao, chúng ta ổn. Thân thể thật sự là một ảo tưởng, chúng ta thậm chí cũng không biết. Không kỳ diệu sao? Kỳ diệu ha. Kỳ diệu là khi mình thiền, thấy thân thể mình tan biến vào hư không. Mình ngay cả không còn ở đó nữa. Không có ai ở đó cả. Thôi được, đừng để ý. Đó là lời của Phật, không phải việc của tôi. Tôi không nói giống vậy nữa. Có yêu cầu gì nữa không? Câu hỏi nào không? Không à. Tốt, tôi không biết quý vị muốn biết cái gì. Cứ nói cụ thể điều gì đó. Tình thương giữa nam nữ, giữa thượng đế, giữa... Dạ không, câu nói đến khía cạnh cao hơn của tình thương. Năng lượng mà sư phụ đã nói đến, thí dụ vậy, sư phụ có thể cho chúng con biết thêm về năng lượng này. Trên đó à? Dạ phải. Thí dụ bảo vật mà tôi mang đến cho quý vị. Nó không phải là ngôn ngữ, không phải là lời mà tôi nói quý vị. Nhưng tôi thông dịch cái đã được sáng tạo rồi. Thượng đế ở đây, hiểu không? Ngài đã sáng tạo ra nhiều cảnh giới. Từ cảnh giới thứ 9 trở xuống. Cảnh giới thứ 9 vô giới hạn. Tất cả những chúng sinh được sáng tạo nhờ vào ân điển. Cuối cùng sẽ trở về cảnh giới thứ 5, đó là cảnh giới cao nhất. Có một số không lên cao được nhưng không sao, họ lên giữa thế giới thứ 3 và thứ 5 nhé. Cảnh giới thứ 5 là cảnh giới cao nhất mà tất cả các minh sư đều đến. Những vị minh sư đều lên đó nhé. Một linh hồn được sáng tạo chỉ có thể lên cao đến mức đó. Và linh hồn mà đã được phát xuất từ nguyên thủy, vượt lên cảnh giới thứ 5. Còn có những cảnh giới khác như thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Bây giờ tạm thời nói như vậy nhé. Không chúng sinh nào từ cảnh giới thứ 6 tầng xuống thế giới vật chất này. Họ ở trên đó. Đôi khi họ giúp những minh sư đẳng cấp thứ 5. Nhưng minh sư đẳng cấp thứ 5 không thể qua khỏi biên giới thứ 5. Không chịu nổi. Những chúng sinh từ cảnh giới thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì khác. Ở cảnh giới thứ 9 có 50 hội đồng. Họ giúp Thượng Đế cai quản vũ trụ. Thỉnh thoảng
Một trong những hợp đồng này sẽ xuống trần gian hoặc đến bất kỳ tinh cầu vật chất nào để giúp nâng cao tinh cầu đó. Đôi khi tinh cầu đó quá khó khăn, thì chính Thượng Đế phải xuống. Khi Thượng Đế xuống tinh cầu nào, Ngài không nhất thiết phải trở về nhà của Ngài ngay lập tức. Ngài ở đó hoặc trở lại lần nữa, hoặc đến một tinh cầu khác, hoặc tinh cầu này, còn tùy. Nhưng hiếm khi nào Thượng Đế xuống. Thông thường một hội đồng là đủ rồi. Nên khi Thượng Đế xuống, có rất nhiều thiên thần, hội đồng cũng trợ giúp. Tất cả các minh sư đều giúp. Tất cả các chúng sinh sẵn sàng túc trực, bởi vì có quá nhiều việc. Ngay cả vậy mà vẫn còn quá nhiều việc. Thấy Chúa Giêsu chịu đựng nhường nào? Có rõ hay không rõ? Dạ, rất rõ. Còn muốn biết gì nữa không? Hiện giờ có bao nhiêu hội đồng đang giúp? Tất cả đều giúp, nhưng đặc biệt là hội đồng thứ 16, là cánh tay mặt của Thượng Đế, giống như con của Thượng Đế. Tất cả đều giúp, nhưng có một hội đồng nhiều lực lượng hơn các hội đồng kia. Thế thôi à? Vậy, một trong những hội đồng này đã tặng món quà. Không, tôi tặng món quà. Hội đồng không thể mở nó. Đó là quà của tôi, kho tàng của tôi. Chỉ niệm trong lúc thiền thôi. Đúng không, thưa sư phụ? Lúc nào cũng niệm hết. 24/24 quà mà tôi dạy. Quý vị niệm 24/24 cùng với năm hồng danh. Chỉ là thêm vào còn gì nữa không? Con có câu hỏi ngắn. Ngài có thể kể cho chúng con về quá khứ của Ngài được không? Ngài nói là Ngài đã từng làm minh sư trong nhiều kiếp khác nhau trong quá khứ. Ngài có thể kể cho chúng con một vài kiếp đó không? Ồ, một hay hai gì đó. Không được. Tôi phải trở vào trong thiền định để xem lại. Như vậy cũng hơi mệt. Phải vô trong kho lưu trữ dữ liệu rồi xem lại mấy cuốn phim như tôi đã từng ở châu Âu hay bế quan khác trước đây. Rồi bây giờ không còn nhớ nữa. Nếu quý vị hỏi, tôi phải về nhà xem truyền hình rồi xem màn hình để kể cho quý vị nghe lại. Mệt lắm. Những điều đã qua thì cho nó qua đi. Vậy Ngài không giữ nó trong đầu tất cả những thứ này? Không, không, không. Nhưng tôi có thể lấy ra coi lại. Nó ở cảnh giới thứ hai. Trong kho lưu trữ dữ liệu, mọi dữ kiện đều ở đó cho mọi người. Nhưng mà đến đó mệt lắm. Nhiều khi tôi đến đó chỉ vì lý do đặc biệt mà thôi. Anh muốn biết để làm gì? Tôi đã từng làm minh sư nhiều lần. Ở nhiều tinh cầu khác nhau. Nên dù tôi có kể cho quý vị cũng không có chứng tích gì hết. Vậy, còn các chúng sinh đã được Ngài nâng lên, họ có thật sự biết là Ngài đã nâng họ lên cao không? Họ có biết không? Họ biết, đương nhiên là biết. Dạ, nếu họ rời khỏi nhục thể, họ biết. Nhưng nếu vẫn còn nhục thể, họ không biết nhiều, chỉ có linh hồn của họ biết thôi. Linh hồn là như thế này, nhục thể thì ở đây. Nhưng tôi đã nâng linh hồn của họ lên đến cảnh giới thứ ba rồi, chẳng hạn vậy. Linh hồn đó biết nhé. Nhưng nhục thể này không biết nhé. Đôi khi, linh hồn gửi thông điệp đến não, nhưng não chỉ là máy tính. Nó không biết nhiều. Khó mà biết được, hiểu không? Cảm ơn sư phụ, không có chi. Chúng con có phải nói bằng tiếng Anh không? Nói tiếng Anh khó khăn cho con. Lát nữa, lát nữa. Quý vị lặp lại hồng danh, sau này sẽ nhớ. Bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Không, không bằng tiếng Anh. Nếu không thì quá phức tạp. Và lực lượng bị giảm đi. Cảm ơn sư phụ. Quý vị cứ lặp lại theo cách tôi dạy. Đừng thông dịch ra ngôn ngữ của mình. Lực lượng đã giảm bớt rồi. Khi tôi thông dịch sang tiếng Anh, đó là chấn động lực. Rồi chúng ta lại dịch ra thành ngôn ngữ, thì nó mất đi một phần tinh túy rồi. Mất đi lực lượng. Cho nên đừng dịch nữa. Cứ giữ tiếng Anh. Cố gắng học. Chỉ có vài câu thôi. Quý vị sẽ nhớ mà, ha. Quý vị sẽ nhớ, cứ đọc y như vậy. Nếu không, thì nó sẽ giống từ điển thông dụng vậy, không giống như vậy đâu. Bởi vì tôi trực tiếp lấy mỗi chữ, tôi đều truyền đạt với chấn động lực. Điều này rất trừu tượng, ráng mà hiểu. Cố gắng hiểu nhé. Thưa sư phụ, vì sao năm hồng danh? Chúng ta niệm là nguyên bản, nhưng lại không thể niệm những câu này bằng chính gốc được. Đó là nguyên thủy, chính gốc tối đa rồi. Câu kia chỉ là lực lượng thôi, không có ngôn ngữ.
Đó là chính gốc nhất, chính tâm nhất mà quý vị có được trực tiếp từ tôi dịch ra. Tôi phiên dịch không phải chữ, nhưng tôi dùng chữ để nói lực lượng đó đến quý vị. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu. Như vậy, để mỗi ngày quý vị có thể nắm giữ được, giống như tôi dùng dây để truyền điện vào đó. Miễn là cắm dây vào và gần điện thì quý vị có năng lượng. Nếu không, tôi không thể nào cho quý vị điện được. Những chữ mà tôi nói chỉ là sợi dây nói, hiểu không? Nhưng đừng dùng dây nào khác bởi vì nó không đủ mạnh. Điện cần loại dây mạnh đặc biệt. Nếu điện quá mạnh mà quý vị dùng một sợi dây nhỏ thì nó bị cháy. Vô dụng, hiểu không? Cái dây tôi dùng thì tốt và an toàn. Hãy giữ nó. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Bây giờ chúng ta trở nên phấn khích rồi. Thưa sư phụ, con muốn biết món quà này là bên trên cảnh giới thứ 5 ạ? Vì từ trước tới nay, bên trên cảnh giới thứ 5, chưa ai có thể xuống lấy. Nên nó phải từ cảnh giới rất cao. Từ cảnh giới thứ 7. Ồ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ, cuộc hành trình đến kho tàng này có được suôn sẻ hay là sư phụ ngẫu nhiên tìm ra? Cuộc hành trình đến kho tàng này có suôn sẻ không? Sư phụ biết là Ngài đang đến đó hay sư phụ ngẫu nhiên tìm thấy? Tôi nghĩ đó là nhân tiện. Hả? Không, tôi tình cờ thấy nó nằm trên đường. Vậy cảm ơn sư phụ, cảm ơn Ngài đặc biệt đi vì chúng con và mang về. Lúc đó tôi nghĩ, ồ, có lẽ mình dùng được. Tôi cầm lên và nói, cũng không tệ lắm. Mình mang về nhà cho đám trẻ. Không phải tôi đặc biệt đến đó, chỉ vì việc đó, vì tôi lên cao hơn nơi đó, chỉ là trên đường về. Tôi mang gì đó về cho quý vị. Sao? Không thành vấn đề, nói đi. Sư phụ, con rất biết ơn sư phụ đã cho con cơ duyên gặp được Ngài. Bây giờ con có nhà hàng thuần chay. Và khi nào con cảm thấy phiền não, sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con. Con rất biết ơn sư phụ. Vô vàn biết ơn. Con không bao giờ có thể quên tình thương và ân sủng sư phụ đã ban cho con. Cảm ơn sư phụ. Tốt, không có chi. Người kế, cưng. Nói đi, vui đi. Nói. Bây giờ Miro tự nhiên đến tay con, nên con hỏi câu hỏi này. Ồ, thì sao? Con đã từng hỏi xin làm thường trú nhiều năm trước. Quý vị đã hỏi họ. Dạ không, con hỏi sư phụ xin được làm người xuất gia. Lúc đó sư phụ nói con chưa đủ tốt. Nên khi về nhà con suy nghĩ mãi, con cố gắng cải thiện, bởi vì sư phụ nói con không đủ tốt để xuất gia. Rồi về sau sư phụ còn nói, cho dù chúng con ở đâu đi nữa, Ngài vẫn thương yêu chúng con. Chúng con cũng thấy các huynh tỷ ở đây làm việc cho trung tâm, họ đã đạt đến đẳng cấp thứ 5. À, không cần phải vậy, cô đã hiểu rõ. Dạ, nhưng con vẫn muốn xuất gia. Sao cô còn muốn xuất gia để làm gì? Dù sao... Không, không. Không phải ai cũng có thể xuất gia. Đó không phải là số mệnh của cô. Đừng ép mình quá, cô sẽ bị rắc rối. Nói với vị hay, trước đây tôi nhận tất cả mọi người. Tôi nghĩ họ có thể thay đổi số mệnh qua việc tu hành, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Vì họ không chịu nỗ lực tu hành. Khi thành thường trú, họ có thể nghĩ, xong rồi, mình tốt, mình hay rồi, họ không nỗ lực tu hành và nhân quả của họ không thay đổi. Chỉ vài tháng, vài năm sau, có bóng hồng nào thấp thoáng qua. Thế là xong. Họ cuốn theo chiều gió. Giống vậy, nếu quý vị ép mình quá, lại càng tệ hơn. Giả sử cái gì cũng có cái giá của nó. Bây giờ quý vị vô danh, không có vấn đề gì. Nhưng khi thành người xuất gia, cô sẽ thấy có thể 10 ông đến ca hát suốt ngày, rồi cô sẽ...
tin tôi đi. Rồi tình trạng sẽ tệ hơn. Cô sẽ ước gì mình không bao giờ. Số mệnh mà. Quên đi. Định nghiệp của mình ha. Đừng lo về vấn đề đó. Chỉ làm việc của mình. Quý vị đều làm công việc của tôi khắp nơi. Kính chào sư phụ. Chào cô. Con rất biết ơn Ngài vì con được gặp sư phụ lần đầu. Đây là lần đầu tiên con gặp Ngài. Lần đầu tiên gặp tôi à? Dạ, tôi cũng vậy. Lần đầu tiên gặp cô. Con rất biết ơn sư phụ. Thêm nữa, Ngài đã giúp con rất nhiều để con được đến đây. Con rất sung sướng. Từ lúc đầu tiên con gặp Ngài. Con rất biết ơn sư phụ. Tôi rất vui lòng. Cảm ơn Ngài gấp đôi vì con nghĩ sư phụ đã giúp con rất nhiều để con được đến đây. Chỉ vậy thôi ạ. Được rồi. Cái gì đó? Trong trường hợp sư phụ muốn cho người nào? Trong trường hợp? Đây, cho vị xuất gia tương lai. Có thể kiếp sau nghe kinh. Nhiều người đã từng là nhà sư trong kiếp trước. Và kiếp này họ trở lại nói cho quý vị nghe, tôi đã gặp một người đã từng là thầy tu hay ni cô nữa. Đầu tiên anh ta là người nam. Và lúc đó khoảng 800 năm. 1000 năm về trước anh ta là nam giới. Rồi hai kiếp cũng là nam, 7 kiếp là nữ. Suốt 7 kiếp anh ta sống trong một đạo tràng. Không phải một đạo tràng, nhưng nhiều đạo tràng khác nhau và thậm chí các tinh cầu khác nhau. Và rồi, như một nữ tu. Và bây giờ quý vị biết anh ta làm gì khi xuống đây không? Anh ta mở một nhà hàng bán thịt bò với tết, rượu whisky, nước ngọt. Tại sao vậy ạ? À? Tôi không biết. Anh ta có những người bạn khác nghĩ đó là cách để kiếm tiền. Vì ngay trên bãi biển, cho nên tôi thương cho họ. Tôi bảo, mỗi lần phục vụ, anh mất rất nhiều điểm tâm linh. Bởi vì anh đã đẳng cấp thứ tư. Cho nên mọi người xuống đây đều quên hết mọi chuyện. Dù là người xuất gia hay không, hãy giữ cho mình được trong sạch. Như vậy là tốt nhất. Dạ. Yeah. Bởi vì tôi biết họ trước đây, cho nên tôi cố gắng bảo họ đừng làm nữa. Bằng không, tôi không màng đến việc dạy bảo ai. Mẹ anh đã thọ tâm ấn, nhưng anh ta không bao giờ biết tôi là ai. Anh ta có nghe, chỉ nghe thôi. Có lẽ sẽ cố gắng thay đổi ngày mai. Không biết được. Cả hai đều lắng nghe. Rất khó nếu quý vị... Thôi, không sao. Cái gì? Nói đi. Kính chào sư phụ. Chào cô. Con chỉ muốn cảm ơn Ngài đã ban ngân điển cho con được đến đây. Bởi vì con đến được là một phép lạ. Con không biết sự việc đã được sắp xếp như thế nào. Bao nhiêu thiên thần đã giúp đỡ. Bao nhiêu lực lượng sư phụ đã mất vì con. Ba, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Đừng lo, tôi có nhiều lắm. Tôi có nhiều thiên thần. Cái này tôi không thích lắm. Có thể tôi thích cái này. Không có chi. Đây. Kính chào sư phụ. Chào cô, xin lỗi, chờ nhé. Sao? Con muốn cảm ơn sư phụ rất nhiều vì con có cơ hội gặp Ngài nhiều lần sau khi được thọ tâm ấn. Vì thế con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Lần này nhắc con nhớ lại giấc mơ. Con có trước khi thọ tâm ấn đã lâu. Lâu lắm trước khi con thọ tâm ấn. Ngay cả trước khi con nghe nói về sư phụ. Con muốn hiểu giấc mơ này. Dĩ nhiên con nghĩ đó chính là Ngài. Sư phụ đang đi với một nhóm người. Còn con đang nấp đằng sau một cái cây. Rồi Ngài đến nói với con. Đi với ta và con đi với sư phụ. Cho nên con muốn hiểu có một thông điệp nào đằng sau đó hay chỉ là điều liên quan đến việc tâm ấn của con. Phải rồi, quý vị đã đến rồi. Đã tới rồi. Được, người kế. Từ bên đó rồi về bên đây. Ồ, ổn quá. Vậy đi trở lại đằng kia.
Dạ thưa sư phụ, con chỉ muốn nói với Ngài, đây là lần đầu tiên con gặp Ngài. Ồ, tôi cũng vậy. Con còn mới, chỉ có 2 năm với bạn của con đây. Quý vị hài lòng chứ? Dạ, tốt. Con hầu như không nói nên lời vì được ở đây là vinh dự đối với con. Nhưng với tất cả những món quà này, chúng con thọ tâm ấn chung với nhau. Con không nói nên lời vì ở đây là một vinh dự rồi. Con cảm thấy được nuông chiều quá với tất cả những gì Ngài đã ban. Vậy thì sao? Với món quà, sự chỉ định 3 sứ giả mới, con chưa bao giờ được dự bế quan như vậy. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên. Thế nên con cảm thấy được nuông chiều quá. Vậy tốt cho cô. Tôi vui. Tôi vui là cô thích. Tôi lo là chỗ này không được hoàn hảo cho quý vị. Nhưng chúng ta chỉ có được bấy nhiêu ở thế giới này. Đúng vậy. Thế sư phụ, con có thể hỏi Ngài một câu hỏi không? Được chứ. Con cũng không hoàn toàn hiểu khi mình muốn... Giả sử mình đã đến cảnh giới thứ 5. Nhưng sư phụ cũng có nói, khi mình và đấng tối cao đồng nhất, quý vị muốn nói tôi hay quý vị? Dạ không, chúng con. À, hiện tại cảnh giới cao nhất mà chúng con cố gắng đạt tới là cảnh giới thứ 5. Thì gì sẽ ra nếu chúng con tới cảnh giới thứ 5 nhưng vẫn muốn đi? Nhưng con muốn biết đi đâu? Dạ, cao hơn. Quý vị còn muốn đi đâu? Cao hơn ạ. Nhưng sư phụ nói là không thể. Không, không thể lên cao hơn nữa. Không thể ạ? Không, quý vị thuộc về cảnh giới thứ 5. Dạ. Chỉ có những người sống ở cảnh giới thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 hay gì đó, họ đã ở đó rồi. Họ không bao giờ đi xuống đây. Ngoại trừ Thượng Đế và Hội đồng. Những người từ cảnh giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 không bao giờ xuống đây. Quá thô tạp đối với họ, họ không thể chịu được. Cho nên tất cả những chúng sinh được sáng tạo chỉ có thể lên cao nhất là cảnh giới thứ 5. Biết không? Tôi thì khác. Dạ, con có thể hiểu được điều đó. Thưa sư phụ, phải. Nhưng khi chúng ta đồng nhất thể, không có gì khác biệt lúc đó. Đó là tại sao con không hiểu. Quý vị hiểu được chứ? Vì một và không phải một. Hiểu chứ? Ngón chân này là một với thân thể tôi. Nhưng nó ở dưới đó, nó bước đi. Làm công việc của nó, tôi không thể để nó vào trong miệng. Hoặc với tới, nó không thể với tới trán được. Chỉ có vài người đặc biệt làm được. Những người biểu diễn nhào lộn, phải không? Nhưng khi mình chết thì ra sao? Vì không có thân thể này, khi chết quý vị lên cảnh giới thứ 5. Đúng. Nhưng nó vẫn là một lớp rất mỏng bảo vệ chung quanh quý vị. Dạ. Ở cảnh giới thứ 6, thứ 7, họ là chúng sinh khác. Họ không có sự bao bọc, hiểu không? Nhưng tại sao một ly nước khi được bỏ vào trong đại dương, mình không thể nào tìm được ly nước đó? Hiểu. Đó là điều con muốn, tôi hiểu. Nhưng điều này, đại dương chỉ là đại dương, không phải là toàn bộ tinh cầu. Dạ. Cái ly nước chỉ ở trong đại dương. Năm cảnh giới là đại dương của quý vị. Hiểu không? Dạ. Có những thứ bao la hơn năm cảnh giới. Dạ, cảm ơn sư phụ. Năm cảnh giới cũng kỳ diệu lắm rồi. Đợi. Có sư tỷ nào ở đây trước có không? Ở đằng kia trước. Rồi qua bên kia. Bây giờ quý vị trở nên hào hứng. Trước đây quý vị ngồi đó không muốn nói. Bây giờ nhìn kìa. Tôi chỉ muốn chia sẻ thôi. Đường làm cho đẳng cấp. Ít ra đẳng cấp đường hả? Sao? Con chỉ muốn chia sẻ với sư phụ. Sáng hôm qua con có một giấc mơ. Trước khi con nhận được điện thoại từ liên lạc viên ở nước con, cho biết con được 2 túi kẹo gia trì của sư phụ. Cô mơ như vậy à? Dạ. Trước đó. Dạ, trước đó. Khi con thức dậy, vị liên lạc viên nói rằng có gì đó đang xảy ra ở đây. Con có muốn đi không? Con trả lời, chắc chắn tôi muốn đi. Con nghĩ con đã ở đó rồi. Vì giấc mơ này có vẻ báo trước. Dạ. Tốt. Cô ta đã mong đợi 2 túi kẹo. Cô ta mong có 2 túi kẹo. Thật sự con đã ở đây 2 tuần trước rồi. Vì có buổi tâm ấn, con cũng được vài túi kẹo. Lần này con tìm cách liên kết những thứ đó với hiện tại nhưng không thể làm được. Nên dấu hiệu thật sự mạnh mẽ.
tốt, người thích đằng kia. Nước Anh hay nước nào đó, anh ta nói. Kính chào sư phụ, xin cảm ơn ngài. Mấy câu hỏi cuối cùng của các sư huynh từ Anh Quốc gợi cho con cảm hứng, có thể hỏi một vài câu hỏi được không ạ? Sư huynh này hỏi về bản chất của Thượng Đế. Sư huynh được, sư huynh Ấn Độ kia. Họ làm cho anh có khẩu vị à? Dạ. Tiếp tục vào món chính. Sư phụ nói về những đẳng cấp khác nhau của chúng sinh cho đến cảnh giới thứ 5 và có đẳng cấp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, tất cả đây. Họ là những chúng sinh khác. Con xin trở lại một chút để kể cho sư phụ trải nghiệm của con. Có khá lâu trước đây con bị thất nghiệp và thật sự cầu nguyện rất nhiều để có việc làm. Thượng Đế ném cho con như là một hạt cát, nó chẳng là gì đối với Ngài. Ngài nói, con chỉ muốn bấy nhiêu đó thôi sao? Con nghĩ ý Thượng Đế là gì? Chỉ muốn bấy nhiêu đó, sau đó con hiểu rằng mục đích của con là trở thành người ném hạt cát chứ không phải là hạt cát. Sau đó mọi thứ dường như rõ ràng. Mục đích của mình là đạt được cảnh giới thứ 5. Đó có thể là số mệnh của chúng con. Những chúng sinh trên địa cầu, những người thuộc về cảnh giới thứ 5, được tạo ra ở cảnh giới thứ 5. Con thắc mắc, số mệnh của anh là ở cảnh giới thứ 5. Con không biết điều đó. Có phải anh nói như vậy không? Dạ không, con nghĩ đó là mục đích của mình phải đạt được. Sau đó sẽ được sung sướng. Con nghĩ có thể đó là một bước. Bây giờ sư phụ nói là chúng con có khía cạnh khác nhau của Thượng Đế. Mà những chúng sinh cảnh giới thứ 5 không có khái niệm hoặc thể nghiệm gì cả. Có thể nào chúng con thể nghiệm được những khía cạnh khác? À, cha, thật ngạc nhiên. Sự thật là không có. Cha, xin lỗi. Dạ không, con không màng. Con rất vui sướng nếu chỉ lên tới cảnh giới thứ 5. Con không phàn nàn. Nếu anh tới được đó, bây giờ con sẽ cố gắng nhiều hơn. Dĩ nhiên là cho tới bây giờ, quý vị không biết gì về nơi đó. Bởi vì không có người nào đã vượt qua cảnh giới thứ 5. Trước đây, tôi cũng không thể nói cho quý vị điều này được. Quý vị nghe gì chứ? Ý tôi là quý vị biết gì về điều đó. Dạ. Bây giờ quý vị đã đủ trưởng thành, tôi có thể nói cho quý vị nghe. Giống như Hoàng Cung. Quý vị thuộc về Anh Quốc, là công dân nước Anh, nhưng không phải luôn luôn được phép thấy nhà vua, nữ hoàng và những người trong hoàng tộc. Dạ. Họ có dòng dõi hoàng gia. Phải không? Dạ. Ngay cả họ có phong tước cho quý vị trở thành hoàng tộc. Quý vị vào đó và rồi chỉ lên tới một cấp bậc nào đó thôi. Quý vị không vào trong cung điện. Thật tuyệt. Vào ngự cung của nữ hoàng không được. Dạ, con hiểu điều đó. Hoặc quý vị không thể làm vua, nữ hoàng. Những người như vậy, hiểu chứ? Thậm chí không được, nhưng chúng ta có thể gặp họ hay thấy họ trong thể nghiệm không? Em đang thấy một người đây. Ồ, dạ phải. Thành ra con cảm thấy rất hào hứng khi hôm nay được ở đây, con biết điều đó thật. Thật tuyệt vời. Vậy hả? Dạ, thật vậy. Vũ trụ vô giới hạn. Không phải chỉ năm cảnh giới thôi. Đó chỉ là cho những chúng sinh được sáng tạo, phải những chúng sinh được sáng tạo. Đó là điểm chính yếu. Nhưng khi trở lại, chúng ta có được sáng tạo trở lại không? Hay là chúng ta chỉ hòa nhập lại thôi? Lên đến cảnh giới thứ 5, quý vị được tự do vĩnh viễn. Tự do, quý vị hưởng tự do và hạnh phúc vô biên. Quý vị sẽ không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì trở lại hay gì cả. Nhưng như vậy có nhất thiết là điều tốt không? Bởi vì Thượng Đế đã tạo ra chúng con và tạo ra sự chia cách này để chúng con phấn đấu và thể nghiệm. Cho nên nếu chúng con trở lại đó, thỉnh thoảng khi thiền nhiều, con cảm thấy bình an. Và rồi con nghĩ nên ăn gì đó hay đi dạo hoặc làm gì đó khác chỉ để có vài trải nghiệm. Cho nên nếu trở về nhà của chúng con ở cảnh giới thứ 5, nơi chúng con không bao giờ có ý nghĩ làm gì khác. Như vậy có tốt không? Ý con là con không biết. Có phải vậy? Anh có thể xuống đây trở lại. Dạ, con không muốn. Nhiều người trở lại để làm minh sư hoặc để giúp đỡ. À, dạ, đúng rồi ạ. Nhiều tinh cầu đi khắp toàn vũ trụ. Nhưng qua công đức mình có thể đạt được. Ồ, không thể. Lúc nào chúng ta cũng được an bài trong linh hồn được tạo ra, phải không? Ồ, được tạo ra là khác. Đây là khác, hiểu không? Linh hồn được tạo ra không hẳn do Thượng Đế tạo ra, không phải là Thượng Đế toàn năng. Nhưng lúc nào cũng có như năng lượng, lúc nào cũng có năng lượng thô thiển và tinh tế hơn. Hiểu ý tôi không?
giá hiểu như dầu hỏa hay dầu xăng. Lúc nào cũng có dầu tinh chế và dầu thô. Chúng được dùng cho những mục đích khác nhau. Dầu thô đến từ dầu tinh chế hay gì đó. Nhưng nó không thể trở lại làm dầu tinh chất. Nó chỉ giữ nguyên như vậy. Cho nên chúng ta giống như một tổ kiến. Chúng ta như kiến thợ hay đại khái vậy. Cái gì trong tổ kiến có một cơ cấu à? Có những kiến lính, có những kiến thợ, có một kiến chúa. Chúng ta giống vậy. Trong không gian giống của Thượng Đế ở cảnh giới thô thiển. Tôi đoán vậy, tôi không chắc. Điều đó phức tạp vì ở mọi nơi. Lúc nào cũng có vài phần tử giống vậy. Ví dụ như đá thì y nguyên như vậy. Điều này khó quá, chúng ta làm sao nói được đây? Trong vũ trụ, giống như mọi thứ khác, những gì nhẹ hơn và tinh tế hơn, lúc nào cũng ở trên. Và tất cả những thứ nặng hơn ở bên dưới. Đôi khi một ly nước có quá nhiều chất vôi hay có chất lắng trong đó, thì mình để yên một lúc, dù là nước dơ. Nhưng nếu mình để nó yên, thì phần nặng nhất sẽ lắng xuống, rồi mình có thể sử dụng phần trên mặt. Tất cả mọi chúng sinh được tạo ra bị bao phủ và lẫn lộn với đủ loại chất lắng. Cho nên Thượng Đế cố gạn lọc những gì Ngài có thể đặt nó trở lại đó để sử dụng. Hoặc để vui hưởng ở đây là nước sạch. Những gì quá thô thiển, quá dơ bẩn, quá ngầu đục thì phải để nó ở đó. Nhưng có nước chưa bao giờ tiếp xúc với bùn, lúc nào nó cũng đẹp và sạch sẽ. Bây giờ anh hiểu chưa? Anh còn muốn hỏi điều gì khác nữa không? Con nghĩ khi con phát triển, hãy nghĩ về điều đó. Tu hành suốt tương lai của mình, con sẽ hiểu nhiều hơn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có gì. Còn ai nữa không? Ở đây, ở đây, ở đó. Về cảnh giới thứ năm và cao hơn nữa được không? Con hiểu như vậy có đúng không? Làm con người, chúng ta chỉ có thể đến cảnh giới thứ năm sau khi chúng ta đến cảnh giới thứ năm và qua đời. Mình có thể nào tiến lên cảnh giới thứ sáu và cao hơn nữa không? Không. Ôi trời ơi! Vẫn còn muốn đi lậu. Không. Còn nhớ chuyện dầu thô không? Quý vị còn chưa lên được cảnh giới thứ năm mà đã muốn lên cảnh giới thứ sáu rồi. Không thể nào. Có những quốc gia không nhận người ngoại quốc, hiểu không? Thế thôi. Tại sao cô muốn đến đó? Cô không thể đến, cô sẽ nổ tung thành từng mảnh. Sẽ không còn là gì nữa hết. Thậm chí trước khi đến biên giới, cô đã thành tro bụi rồi. Hiểu ý tôi không? Không phải là tôi hay là cảnh giới thứ sáu không cho cô đến, nhưng cấu tạo của quý vị không thích hợp. Bản chất của quý vị không thích hợp để chịu nổi năng lượng mãnh liệt đó, hiểu không? Tương tự, ngay cả những người ở cảnh giới thứ sáu chẳng hạn, nếu họ xuống cảnh giới thấp hơn, dưới cảnh giới thứ năm, họ không thể chịu nổi. Họ bị ngộp thở, họ không chịu nổi. Họ chỉ là một đẳng cấp khác về năng lượng và sự vi tế. Họ có một cấu trúc khác. Tất cả các loại xe đều tốt, nhưng xe Mercedes được chế tạo khác. Xe Rolls-Royce được chế tạo cho những mục đích khác nhau hay từ những chất liệu khác nhau. Có vài loại xe tăng được chế tạo cho chiến tranh. Thậm chí có lúc lựu đạn hay gì đó, hay đạn bắn vào xe tăng đều vô dụng. Người lính được an toàn ở trong đó, còn tàu ngầm đi xuống được. Cho dù là xe Rolls-Royce hay chiếc xe đắt tiền nhất, trị giá 1 triệu Mỹ Kim, cũng không thể đi xuống dưới nước như tàu ngầm. Cho dù máy bay hay chiếc xe đó,
đắt tiền cỡ nào cũng không thể đi xuống bên dưới, những vật khác nhau dành cho những điều khác nhau, hiểu không? Nhưng đến cảnh giới thứ năm, quý vị sẽ hạnh phúc, quý vị thích điều đó, quý vị sẽ thích. Thưa sư phụ, con chỉ nghĩ rằng Ngài vì chúng con mà xuống cảnh giới thứ năm, nên Ngài phải quan tâm đến chúng con. Dĩ nhiên tôi quan tâm, vậy cũng đủ cho con rồi. Phải, đó cũng đủ cho con. Đương nhiên tôi quan tâm đến quý vị vì quý vị quá đau khổ. Tất cả các chúng sinh, quý vị đau khổ quá nhiều. Con thường có quan niệm là khi chúng con trở về cảnh giới thứ năm, năng lượng của mình sẽ hòa nhập lại vào nguyên thể của Thượng Đế. Không phải, rồi được tái tạo trong bất cứ hình dạng nào mình thích. Hiểu. Dạ, đó là quan niệm sai lầm của con. Bây giờ con hiểu. Cũng có thể, nhưng không như thế. Quý vị vẫn giữ cá thể của mình và thưởng thức nó trong linh thể. Đúng. Nếu không có cá thể, tạo hóa có hữu ích gì? Tình thương và lực lượng của Thượng Đế có hữu ích gì nếu mình không cảm nhận được? Chắc chắn vậy. Quý vị trở thành hư không, điều đó có ích lợi gì? Hiểu không? Đây là một đề tài hấp dẫn. Trên thế giới này có tài liệu nào về đề tài này không? Không. Có lẽ Ngài là nguồn tài liệu duy nhất về đề tài này. Không có sách vở về điều này bất cứ nơi nào, thưa phải không? Điều đó rất đáng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên con... Bây giờ nó khai mở tâm trí con để bước vào cái đẹp của cuộc hành trình. Thật vậy. Những điều đó bất khả tư nghị. Điều này vượt qua bất cứ gì quý vị có thể hiểu hay tưởng tượng được. Điều đó quá tuyệt diệu. Cảnh giới thứ năm là tốt lắm rồi. Trời ơi! Đối với sư phụ, Ngài có thể chọn bất cứ góc nào đó của tạo hóa. Dĩ nhiên rồi. Nhưng tạo hóa này có phải lúc nào cũng hiện hữu? Con muốn nói là có phải con hiểu rằng tạo hóa được tạo ra một thời gian lâu rồi. Đó là giữa tam giới, thế giới Atula và những thế giới khác. Nhưng cảnh giới cao hơn hiện hữu vĩnh viễn. Vĩnh viễn, cưng à. Cha, thần kỳ. Thần kỳ ha. Vĩnh viễn, đó là một thời gian dài. Vĩnh viễn, không bao giờ bị hủy diệt. Chúng con sẽ gặp lại Ngài không? Có thể gặp Ngài nữa không? Để làm gì? Khi chúng con lên đó, quý vị được tự do rồi, con biết, nhưng chỉ để nói với Ngài về những chuyện của vài cảnh giới. Tôi không nghĩ, nếu lần này xong với thế giới này, tôi nghĩ là tôi không có thời giờ để xuống trở lại gặp quý vị. Dạ không, con không muốn trở lại. Trên cảnh giới thứ năm thì có thể, ồ, phải phải, không. Bởi vì chúng con không thể lên tới gặp Ngài mà Ngài lại không muốn đến gặp chúng con, nên như vậy đủ rồi, con rất vui. Nếu Ngài có thể đưa con lên cảnh giới thứ năm rồi về nhà thì con vui rồi. Con không than phiền đâu, quý vị sẽ được khi thời gian đến. Dạ. Dù cho tôi đi rồi và quý vị chỉ ở cảnh giới thứ ba, thứ tư, quý vị sẽ đi lên vì quý vị là đệ tử của tôi. Con sẽ hết sức cố gắng, thậm chí không cần gắng sức, quý vị cũng sẽ đến đó. Cảm ơn sư phụ lần nữa vì quý vị là đệ tử của tôi. Yeah, tuyệt diệu. Khi đạt đến cảnh giới thứ năm, ước muốn của vị không giống như những gì quý vị có hiện giờ. Dạ, con nghĩ nó sẽ không giống. Dù không gặp tôi, nhưng quý vị cũng sẽ có cảm giác đồng nhất thể với Thượng Đế. Quý vị sẽ cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện. Dạ, đúng, đúng. Đó là tất cả con cần. Quý vị sẽ không ao ước được thấy bất cứ gì hình dáng vật chất nào của Thượng Đế. Dạ, đúng vậy. Con không có ý nói hình thể phàm thân của Sư Phụ. Con muốn nói hình thể năng lượng. Hiểu, hiểu. Quý vị sẽ không mong muốn nó. Cha, tốt quá. Ngoài ra, khi gặp vị vua của quốc độ, vị giáo chủ của cảnh giới thứ năm, quý vị sẽ nghĩ rằng vị ấy là Thượng Đế rồi. Thậm chí quý vị cũng không nghĩ rằng có một vị Thượng Đế nào cao hơn nữa. Và hôm nay đó là điều, đó là sự tin tưởng của con. Dạ. Hay quá. Nhiều người đến cảnh giới thứ ba có thể thật sự diện kiến Phạm Thiên, vị Thượng Đế cảnh giới thứ ba. Họ không bao giờ nghĩ rằng có Thượng Đế nào khác cao hơn nữa. Dạ, con hiểu điều đó. Ở đẳng cấp đầu óc, nên họ đã về tới nhà. Ờ, anh đã gặp chưa? Dạ không. Trên mức độ của đầu óc con hiểu. Cho nên những người thuyết pháp về Thượng Đế tuyệt đối này, đó là cảnh giới thứ ba. Không phải họ nói dối với quý vị, mà họ thật sự tin như vậy. Tưởng tượng xem, quý vị lên tới cảnh giới thứ năm, lúc quý vị gặp được giáo chủ của cảnh giới thứ năm, quý vị sẽ không còn ao ước bất cứ gì khác. Dạ, tuyệt quá. Phải. Nhưng vì quý vị biết thôi, nên quý vị sẽ nhớ rằng có một chúng sinh cao hơn. Bằng không, những chúng sinh khác, nếu họ không biết tôi, thì họ chỉ mãn nguyện với vị giáo chủ. Trời ơi, họ tôn thờ Ngài. Ngài vô cùng huy hoàng, sáng ngời, rực rỡ, nhân từ, thương yêu, nhân ái, từ bi, đẹp đẽ, nguy nga. Đến nỗi, thậm chí quý vị
không thể nghĩ đến bất cứ gì khác nữa. Ngài sẽ khiến quý vị như mất hồn, mất trí và mọi ước muốn quý vị đều tan biến. Nhiều người đến cảnh giới thứ ba có thể thật sự diện kiến Phạm Thiên, vị Thượng Đế cảnh giới thứ ba. Họ không bao giờ nghĩ rằng có Thượng Đế nào khác cao hơn nữa. Dạ, con hiểu điều đó ở rang cấp đầu óc. Nên họ đã về tới nhà. Anh đã gặp chưa? Dạ không, trên mức độ của đầu óc con hiểu, cho nên nhiều người thuyết pháp về Thượng Đế tuyệt đối này. Đó là cảnh giới thứ ba. Không phải họ nói dối với Thượng Đế mà họ thật sự tin như vậy. Tưởng tượng xem, quý vị lên tới cảnh giới thứ năm, lúc quý vị gặp được vị giáo chủ của cảnh giới thứ năm, quý vị sẽ không còn ao ước bất cứ gì khác. Dạ, tuyệt quá. Phải, nhưng vì quý vị biết tôi, nên quý vị sẽ nhớ rằng có một chúng sinh cao hơn. Bằng không, những chúng sinh khác, nếu họ không biết tôi, thì họ chỉ mãn nguyện với vị giáo chủ. Trời ơi, họ tôn thờ Ngài. Ngài vô cùng huy hoàng, sáng ngời, rực rỡ, nhân từ, thương yêu, nhân ái, từ bi, đẹp đẽ, nguy nga. Đến nỗi thậm chí, quý vị không thể nghĩ đến bất cứ gì khác nữa. Ngài sẽ khiến quý vị như mất hồn, mất trí và mọi ước muốn của quý vị đều tan biến. Ngài còn vĩ đại hơn cả triệu, triệu lần. Cả triệu gì? Ngài vĩ đại hơn cả triệu lần. Tại sao? Con không có ý so sánh bất kính. Tại sao lại vậy? Nhưng sư phụ nói rằng có một kiến thức cao hơn về Thượng Đế, một thể nghiệm khác. Anh vẫn không hiểu phải không? Tốt hơn là con ngậm miệng trong khi mọi việc còn tốt đẹp. Thôi không sao, đừng lo. Quý vị muốn hỏi gì nữa? Còn ai muốn hỏi nữa đến đây? Kính chào sư phụ, chào anh. Con chỉ muốn hỏi Ngài Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát là gì? Thanh tịnh gì? Thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Chỉ là một nhóm Bồ Tát rất thầm lặng, đi khắp vũ trụ âm thầm giúp đỡ. Thậm chí không ai biết là các ngài hiện hữu. Đại khái vậy. Có vài vị âm thầm, chỉ là danh hiệu của nhóm Bồ Tát làm việc. Có phải họ cảnh giới thứ năm không ạ? Họ là đẳng cấp thứ năm. Họ ở cảnh giới thứ năm. Dạ. Vậy thôi à. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Đây. Sao con lại thất vọng rằng mình không thể đi lên cao hơn cảnh giới thứ năm được? Vì sao? Cưng vẫn còn trẻ. Vẫn còn trẻ mà. Vì trong quá khứ, con thường mong rằng đừng có đến bất cứ nơi nào. Con muốn đồng nhất thể với Ngài, với Thượng Đế. Con không muốn ở... Con không biết cảnh giới gì. Cô đồng nhất thể với Thượng Đế, nhưng thế thôi. Bây giờ cô cũng luôn luôn đồng nhất thể với Thượng Đế. Nhưng có những cảnh giới mà quý vị cư ngụ. Quý vị có thể là thành viên trong ban vận động cho Tổng thống, hoặc là nội các của Tổng thống, nhưng không nhất thiết phải là vợ của Tổng thống, hoặc con cái, gia đình của Tổng thống. Gia đình Tổng thống đã đó rồi. Ông ta nhận quý vị vào như nhận làm con nuôi hoặc cha đỡ đầu, bất cứ gì, nhưng quý vị không bao giờ thật sự là chính tông dòng dõi Tổng thống. Không có nghĩa là Tổng thống phân biệt, mà hoàn cảnh là như vậy. Mọi thứ là như vậy. Hiểu không? Dạ. Yeah. Anh Quốc chỉ có một nữ hoàng thôi. Vì vậy, chỉ có một người có thể làm chồng của bà thôi. Chấm dứt. Dạ, yeah, con hiểu. Một khi đến đó, quý vị sẽ cảm thấy ổn. Con rất là vui mừng. Tốt, tốt. Con cũng nói rằng Ngài xuống vì quan tâm đến chúng con. Rất nhiều đau khổ, ngay cả chúng con, những chúng sinh này mà Ngài đến đây. Nghĩa là từ nơi Ngài ngự, xa lắm, Ngài có thể thấy chúng con. Từ nơi đó, dù ở đó, Ngài vẫn quan tâm đến chúng con. Chắc chắn vậy. Và đến để cứu chúng con. Đó là món quà vĩ đại nhất. Con thật sự... quý vị nên thật sự biết ơn. Vĩnh viễn, vô tận. Không phải biết ơn cho cá nhân tôi hay gì cả.
Nhưng nên vui mừng với những gì mà quý vị có được, và không phải đối với Sư Phụ mà đối với Thượng Đế, với mọi khía cạnh của Thượng Đế, với mọi chúng sinh ở cảnh giới thứ năm. Những giáo chủ của năm cảnh giới, những vị giáo chủ của đúng, nên biết ơn tất cả các ngài, đúng. Chỉ là các ngài cũng không màng, nhưng quý vị càng biết ơn thì họ càng cho nhiều, đúng không? Nhiều khi quý vị giúp đỡ người nào và anh ta rất biết ơn, rất cảm kích, thì quý vị muốn giúp anh nhiều hơn, phải không? Nhiều khi người lái taxi, ta tặng anh ta thêm tiền, anh ta rất vui mừng, rất biết ơn, khiến cho tôi cho nhiều hơn nữa. Nên biết ơn và vui vẻ thì quý vị sẽ được nhiều hơn nữa, hiểu chưa? Dạ, hiểu. Đẳng cấp thứ năm là tốt nhất đối với quý vị rồi. Biết bao nhiêu người ngập lặng trong địa ngục, thế giới Atula, đẳng cấp vật chất, không bao giờ biết ngay cả cảnh giới thứ hai hoặc thứ ba là gì. Quý vị có thể gặp tôi được bao nhiêu lần? Bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp quý vị mới được gặp tôi một lần? Có người đã tìm tôi 800 năm rồi. Khi gặp tôi, anh ta thậm chí cũng không biết, anh ta chỉ cảm thấy gì đó thôi nhưng không biết là gì. Nhưng vì anh ta đi tìm vì động lực khác, nên tôi cũng không truyền tâm ấn cho anh ta. Chưa truyền, có thể là trong tương lai, nhưng anh ta cũng không cần, không sao. Anh ta đến từ đẳng cấp thứ tư, anh ta sẽ không sao. Anh ta chỉ khát khao được thấy tôi vì đã gặp tôi trước đây, trong vài kiếp, và vẫn còn mong có được loại thử nghiệm vật chất đó, nên đi tìm điều đó. Giống như đi tìm người yêu, biết không? Không như đi tìm một người tu hành cho mục đích tu hành. Có nhiều người như vậy. Có nhiều tình nhân tìm nhau một thời gian. Lâu nhất là khoảng 1.000 năm. Thời gian ngắn nhất mà một người có thể tìm một người khác là 300 năm, kể từ lúc khai thiên lập địa trên tinh cầu này. Nhưng đôi khi, họ cũng tìm ở những tinh cầu khác. Không phải chỉ ở tinh cầu mà thôi. Anh chàng đó thật ra còn rất trẻ. Chưa biết nhiều, nhưng anh ta rất có đạo tâm, nhưng anh ta cũng không biết điều đó. Không sao, tôi cũng không nói cho anh ta biết. Chỉ vì tôi nhận ra, nên tôi về nhà xem lại kho lưu trữ dữ liệu và biết được. Đương nhiên, tôi nhận ra ai là ai, nhưng các chi tiết thì tôi phải về nhà ngồi xuống đọc như mọi người khác. Xem phim rất nhanh, nhưng vẫn cần thời gian một mình để xem. Dù sao, phim chạy rất nhanh, nhưng mình biết hết tất cả, không chậm như ban thông hành của mình. Ngồi một tiếng đồng hồ để xem chỉ một cuốn phim. Không phải như vậy. Cả một kiếp người chỉ thoáng qua thật nhanh, nhưng quý vị vẫn phải đi đến đó, nên mệt mỏi. Giống như khi xuống biển phải mang mặt nạ, bình dưỡng khí và các dụng cụ nặng nề để xuống đó, vì chúng ta không thuộc về nơi đó, đúng không? Có người khác đi tìm người khác. Đôi khi mất 1.000 năm, hay nhiều hơn nữa, biết không? Nhiều khi quý vị thề thốt với nhau như là anh sẽ yêu em mãi mãi, dù cho núi có mòn, biển có cạn. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Chúng ta sẽ trở lại sống bên nhau đời đời kiếp kiếp. Điều đó thành sự thật, biết không? Nhưng vấn đề là, quý vị không biết cách ở chung với nhau. Ý tôi nói đa số, không phải riêng quý vị. Nhưng người ta không biết làm sao. Nếu thật sự thương yêu người đó, họ phải tu hành. Cùng đẳng cấp sẽ đến cùng một nơi, bằng không thì không được. Lý do anh chàng đó không thể gặp tôi là vì đẳng cấp quá thấp. Anh ta thậm chí đã là đệ tử của tôi, nhưng không chú ý tu hành, chỉ để tâm vì tôi xinh đẹp. Anh ta thích tôi như thích một người nữ, và lúc đó, thời điểm đó, nên dù trở lại, anh ta cứ tìm điều đó. 800 năm dài, đầu tiên anh ta không tìm được, nên linh hồn anh phải trải qua một cuộc hành hương dài, như là tu khổ hạnh, để lên đến đẳng cấp thứ tư, sau đó anh mới có thể thấy tôi ở đâu, đầu thai nơi nào. Bằng không, nếu thấp hơn thế, anh ta không thể thấy được. Đó là tại sao anh ta tìm 800 năm, vẫn không thấy. Lần này anh ta ở đẳng cấp thứ tư, nên có thể thấy, à được rồi, mình đi xuống. Nhưng anh ta phải trả giá rất cao.
Anh ta xuống rồi quên hết tất cả, thậm chí còn bán thịt, bán rượu. Tôi bảo anh thay đổi. Anh ta nói họ sẽ tính lại. Vì anh ta có người hùng vốn, có bạn gái, có cha mẹ, bất cứ gì. Mọi người đều ủng hộ kiểu này. Còn tôi thì không. Dù sao đi nữa, tôi không là ai cả. Cho nên, dù yêu nhau rất nhiều, hoặc quý vị yêu ai hết lòng, nhưng nếu không cùng đẳng cấp thì sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Đó là tại sao có những người tìm nhau hàng ngàn năm. Bởi vì họ không cùng đẳng cấp. Người quá cao, người quá thấp. Nên khi quý vị đến đó, cô ta đã đi lên hoặc đi nơi khác rồi. Nên nếu quý vị thật sự yêu thương người bạn đời của mình, hãy cùng nhau tu hành. Thật sự nắm tay cùng đi lên trên kia. Nếu không, quý vị sẽ không bao giờ gặp được người đó. Dù có tìm kiếm bao lâu đi nữa, là vậy đó. Hầu hết mọi người không biết yêu. Nếu biết yêu, phải cùng nhau tu hành. Có những người cho rằng tôi chia cách gia đình, bảo họ xa vợ họ. Không đúng. Nếu cùng tu hành, họ có thể luôn luôn ở cùng với nhau. Nếu không tu hành, thì mọi người luôn luôn có cơ hội chia cách. Luôn luôn đi hai hướng khác nhau. Đôi khi còn đi những tinh cầu khác. Cách xa hàng triệu năm ánh sáng. Làm sao tìm được nhau? Không phải là quý vị chỉ đầu thai vào tinh cầu này rồi tìm cách chạm mặt nhau tại Paris hay London. Không đâu. Như là người đàn ông đó đã tìm tôi 800 năm, ta kể rồi. Anh ta đã đi nhiều tinh cầu khác nhau. Anh ta chưa bao giờ có cơ hội thậm chí ra đời trên cùng một tinh cầu với tôi. Và anh ta hết sức tìm kiếm tôi để có thể đầu thai vào đó. Nhưng không được. Thứ nhất, anh ta không thể tìm tôi vì tôi quá cao đối với anh ta. Thứ nhì, vì không có duyên đi xuống những chỗ khác nhau. Quý vị muốn đầu thai ở đây thì phải có duyên với người nào đó để họ nhận quý vị làm con, để quý vị có thể xuống đầu thai. Nếu người gọi là cha mẹ quý vị không có mặt ở đó, quý vị không đến được. Cho nên tất cả phải cùng nhau. Cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người yêu, tất cả cùng một chỗ. Rồi quý vị mới có thể gặp nhau. Nhưng rồi quý vị vẫn không nhớ, vậy có ích gì? Cho nên một số người rất may mắn nếu họ cùng tu hành tốt đẹp trong tiền kiếp. Kiếp này họ sẽ gặp lại. Bởi vì họ cùng đẳng cấp, cùng tu hành và có liên hệ gia đình rất tốt đẹp. Như vậy, quý vị có thể nói họ đã từng ở bên nhau và cùng tu một pháp môn hay làm cùng một chuyện. Rồi có cùng một đẳng cấp. Và nếu quý vị hay cãi cọ thì biết rằng đó là kẻ thù đầu thai. Thế đó, hầu hết là kẻ thù. Người Trung Hoa nói, oan gia ngõ hẹp. Có nghĩa là con đường của kẻ thù rất hẹp. Có nghĩa là quý vị luôn luôn chạm trán nhau, đó là vậy. Vấn đề là khi gặp kẻ thù, quý vị cảm thấy lực hút rất mạnh đến nỗi không thể kéo ra được. Ngay từ giây phút đầu tiên, đó là cái mà người ta gọi là tiếng sét ái tình. Ngay lập tức, nhiều quý vị bị hút vào từ trường của lẫn nhau và rồi không thể thoát ra. Ngay lần đầu, đại khái vậy. Nhưng đôi khi người yêu thật sự từ tiền kiếp cũng trở lại thì quý vị cũng cảm thấy thu hút ngay lập tức. Và may mắn cho quý vị nếu điều này xảy ra như thế. Không luôn luôn xảy ra như vậy. Rất hiếm khi như thế. Đa số trường hợp đều là kẻ thù. Tin tôi đi. Quý vị có kinh nghiệm à? Dạ, đúng. Đó là vì quý vị phải cùng trở lại để yêu thương nhau. Phải cố gắng yêu thương nhau. Cho nên nếu quý vị có liên hệ xấu hay cố gắng yêu thương người kia, chỉ tình thương mới xóa bỏ hận thù. Nhưng không sao, quý vị đã tâm ấn. Dù cho không xóa được, khi vãng sanh quý vị chia cách hoặc cùng nhau trở thành bạn. Khi quý vị rời thân thể này sẽ thành bạn, không sao. Nhưng ngược lại, nếu quý vị không thọ tâm ấn và lần này đối xử tệ với nhau, sẽ trở lại tệ hơn nữa. Bởi vì hận thù chưa xóa bỏ. Rồi quý vị sống chung với nhau càng tạo thêm rắc rối, nên kiếp sau trở lại phải trả gấp đôi. Thì mối quan hệ càng kinh khủng hơn. Oh.
Cái gì vậy? Tất cả quý vị đều biết à? Dạ, tội nghiệp, hãy cố gắng chịu đựng. Tôi không làm được gì nhiều cho quý vị, trừ việc truyền tâm ấn để quý vị suôn sẻ một chút, để khỏi phải chết mỗi ngày. Như là gần như vậy, biết không? Có ai cần thuốc không? Sao một số quý vị yên lặng quá vậy? Tôi có làm ai buồn không? Tôi chạm vết thương lòng quý vị à? Vết thương quý báu. Cứ nói. Thưa sư phụ, con muốn hỏi. Thật ra, con vẫn còn như là một điệp viên. Không ai trong gia đình con biết về sư phụ trong đời con. Hiểu. Cha mẹ, anh em, bạn bè, thân đều không biết. Lúc đầu con biết mình còn yếu. Con không tiết lộ chuyện này ra vì con không thể tự bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng của họ. Con chỉ thắc mắc có lúc nào mà con có thể cho họ biết và đủ an toàn là sẽ không bị kéo ra khỏi đường đạo. Cứ nói với họ, bởi vì không một ai, quý vị đủ lớn chưa? Quý vị đủ tuổi chưa? Ý ngài, con không sống chung với gia đình. Dạ không. Vậy thì phiền não ở đâu? Quý vị có thể nói cho họ biết. Con có thể nói cho họ biết. Dạ, dạ. Dĩ nhiên, cho họ biết coi chuyện gì xảy ra. Cùng lắm là quý vị phải sống xa họ. Điều đó quý vị đã làm rồi. Dạ. Quý vị không làm ai đau lòng. Nói với họ một cách lịch sự. Nói con nghe rằng pháp môn này, nếu con tu thiền, con sẽ tặng mọi người và năm đời rất nhiều công đức. Đó là lý do con làm vậy. Dạ, họ sẽ không tin con, nhưng dù sao, nói có thể ở nhà không tin con. Nhưng đó là động lực của con muốn đền ơn mọi người. Và không biết làm cách nào. Dù con có cho tiền cũng không bao nhiêu. Dù con có làm việc suốt đời cho mọi người cũng không bao nhiêu. Con lo là sau khi chết, cha mẹ, ông bà sẽ đi đâu? Bởi vì con nghe nói thiên đàng và địa ngục hiện hữu, con muốn cả nhà đi lên thiên đàng. Pháp môn này giúp con cầu nguyện mạnh mẽ mỗi ngày cho chúng ta, cho mọi người và cho con. Dạ, nói với họ một cách lịch sự. Chỉ là đôi khi con cảm thấy điều đó rắc rối từ cuộc sống bí mật của mình. Nó khiến con tranh đấu, hiểu, áp lực ha. Dạ phải, con phải giấu nhiều thứ. Cho họ biết, cho họ biết. Dạ. Nói với họ, quý vị không đòi hỏi gì. Chỉ muốn là một người con thành thật. Vậy nhé. Dạ. Bởi vì quý vị tu hành không phải chỉ cho riêng mình, mà còn cho năm đời và cho thế giới. Quý vị không làm điều gì sai hết. Chỉ ăn thuần chay, làm người tốt. Giữ năm giới luật và thiền. Như vậy có gì sai đâu. Quý vị không hại ai hết, phải không? Dạ. Nên dù họ có nói gì đi nữa, cũng không thể đúng, không thể xấu. Có thể họ sẽ vui mừng. Ai biết được. Thử xem, con cũng làm vậy với bạn bè hay sao? Phải. Nói à, đừng giấu giếm, nói thẳng với họ. Có thể họ sẽ theo quý vị. Họ sẽ tò mò. Hãy tử tế và có tình thương. Lời nói ngọt bao giờ cũng hữu hiệu. Điều tệ nhất là họ sẽ tức giận một thời gian. Hãy chịu đựng. Dạ. Sau một thời gian, họ sẽ dịu xuống và nói, thật ra con bé nói đúng. Nó đâu có làm điều gì sai. Nó có thể tệ hơn vậy nữa. Nó ra ngoài hút ma túy, hay hút thuốc, uống rượu. Và cái gì kế tiếp? Hiểu ý ta không? Dạ hiểu. Cô là con gái tốt nhất mà họ có thể ao ước có. Tôi không biết tại sao cô phải giấu giếm. Con chỉ sợ gia đình sẽ hiểu, hiểu. Nhưng cô sống một mình mà, đừng lo. Dạ. Họ mới phải lo có thể mất con gái. Họ đã lo sợ. Nên tới giờ quý vị chỉ cần nói với họ, cho đến giờ con đã tu hành nhiều năm rồi và không có chuyện gì xảy ra, nên cha mẹ thấy con vẫn ổn, vẫn bình thường. Phải không? Dạ, hãy chứng minh. Đúng vậy. Nhưng tôi rất tiếc về hoàn cảnh của cô. Cô có nhiều áp lực, tôi biết. Làm điệp viên không tốt đâu. Tôi biết cảm giác thế nào. Thưa sư phụ, lúc mới nãy, nhiều sư huynh sư tỷ thắc mắc về câu hỏi đẳng cấp thứ 5. Đối với những sư huynh sư tỷ đã đạt đẳng cấp thứ 5, con cảm thấy rất mừng.
con cũng đến thứ năm. Ồ, họ đến đẳng cấp thứ năm. Dạ, con rất vui mừng, hãnh diện về họ và cảm thấy có hy vọng. Tuy nhiên, vấn đề mà chúng con muốn giải quyết là chúng con cần thấy rằng có thể bỏ đi ngã chấp nhiều bao nhiêu. Chúng con không tìm kiếm đẳng cấp gì. Điều chúng con cần tìm là sự buông bỏ, sự ràng buộc. Những sư huynh sư tỷ này, lý do họ có thể đạt đến đẳng cấp thứ năm là vì họ vô vị kỷ và phụng sự vô điều kiện. Đó là tại sao họ có thể đạt được đẳng cấp thứ năm. Đúng, nếu có tâm ganh tị còn tham tiền, tham về mọi phương diện và không thể buông bỏ thì không cần nói về đẳng cấp thứ năm. Không thể được, không thể làm được. Đúng, đây là điều con cảm nhận. Hiện tại chúng con luôn luôn cần kiểm soát thân khẩu ý của mình, dâng tất cả cho sư phụ chăm sóc. Con nghĩ theo cách này, cũng theo kinh nghiệm của riêng con cảm thấy có kết quả tốt. Được rồi, cảm ơn cô. Quý vị còn muốn gì nữa không? Tại sao không chịu ngưng? Quý vị còn muốn biết gì nữa? Con muốn nói con cảm thấy rất hối hận đã làm phiền sư phụ. Ồ, tôi không có vấn đề gì. Và con thật sự tri ân có được sư phụ trong đời con. Tôi không bao giờ cảm thấy phiền. Cưng ơi, tôi chỉ nói sự thật. Tôi rất khách quan, không vấn đề gì, đừng lo lắng. Tôi thương cô. Con rất thương sư phụ. Ngài là người tốt nhất. Điều này đã xảy ra trong cuộc đời con. Chà, thật sao? Ngôn ngữ con người rất rắc rối. Nhưng càng biết ơn, quý vị càng nhận được thêm nhé. Trời ơi, làm sao có thể tạo thứ gì từ thứ khác được, biết không? Ly nhựa là ly nhựa, phải không? Thành thủy tinh để làm gì? Thủy tinh cũng tốt, nhựa cũng tốt, có mục đích khác nhau. Phi cơ cũng tốt, xe hơi cũng tốt. Xe hơi muốn thành phi cơ để làm gì? Làm sao được? Để làm gì? Con cốc nhỏ muốn thành con ngựa, tại sao? Nhưng tại sao? Làm cốc cũng tốt, phải không? Dạ không, nhưng mình có thể mơ thành ngựa được chứ ạ. Để làm gì? Dĩ nhiên quý vị có thể mơ ước, nhưng quý vị thậm chí cũng không biết con ngựa là gì. Quý vị phải làm ngựa mới biết con ngựa cảm giác ra sao. Hiểu ý tôi chứ? Quý vị chỉ có thể tưởng tượng mọi chuyện. Tại sao làm mệt mình như vậy? Tại sao? Hãy tận hưởng chính mình. Tận hưởng những gì mình có. Quý vị như vậy rất đẹp. Quý vị là gì cũng rất đẹp. Tôi đã bảo rồi, tại sao lại muốn làm nữ hoàng Anh Quốc? Quá nhiều trách nhiệm. Chỉ làm hoàng gia là tốt rồi. Làm hầu tước cũng tốt rồi. Tại sao muốn làm nữ hoàng nước Anh? Hay phu quân của bà, hay bất cứ gì? Chúng ta là người tu hành. Chúng ta thậm chí không ở đây vì danh lợi nữa. Ngay cả phước báo tâm linh chỉ là ân điển Thượng Đế. Tại sao quý vị muốn cái này, cái nọ, để làm gì? Ngay cả một con người như vậy, quý vị được lên đẳng cấp thứ ba, thỉnh thoảng được kẹo cũng tốt rồi. Đừng nói gì đẳng cấp thứ năm. Tại sao phải bận tâm? Cứ buông bỏ hết nhé. Dù quý vị là gì, quý vị đều đẹp. Quý vị tốt, giỏi. Học cách sống vui vẻ, bằng không quý vị sẽ không bao giờ vui. Ngay cả hiện tại quý vị cũng không vui. Giả sử quý vị là Thượng Đế cũng sẽ là một Thượng Đế rầu rĩ. Nói quý vị biết. Và rất nhiều công việc. Quý vị nghĩ làm Thượng Đế thì vui. Quý vị thật sự không biết gì. Tốt, nhưng Thượng Đế hiện diện chỉ để chăm sóc tất cả. Tất cả những sáng tạo của Ngài. Một gánh nặng lớn. Một người. Có gì ở đó? Địa vị càng cao thì trách nhiệm càng nặng. Không chỉ nhìn phía vinh quang, hãy nhìn phía kia nữa. Nếu có đặc quyền, quý vị phải có trách nhiệm. Càng nhiều đặc quyền thì càng nhiều trách nhiệm. Nhưng tại sao chúng ta lại bàn về Thượng Đế? Dù sao quý vị cũng đâu biết đó là gì. Hãy mãn nguyện với chính mình. Dù tôi có ngồi đây, ngồi đó nói chuyện với quý vị 3-4 năm, quý vị vẫn không biết Thượng Đế là gì. Chỉ là một khái niệm thôi, nhé. Cái gì? Con nghĩ đó là lý do chúng ta có mặt tại đây để tìm ra Thượng Đế là gì à? Quý vị nằm mơ. Cũng tốt hơn là không có gì cả. Tốt hơn là mơ chuyện thường nhật.
Tôi biết, nhưng quý vị không bao giờ biết được Thượng Đế là gì, không bao giờ biết, trừ khi Ngài giáng trần vào một thân thể vật chất. Và rồi quý vị nghĩ, ồ, đó là người nữ hay người nam, thánh nhân hay minh sư, thế thôi, quý vị chỉ biết vậy thôi, không bao giờ tưởng tượng nổi điều gì khác, dù là cảnh giới thứ năm, ồ, Chúa tôi, là một cõi vô cùng rộng lớn, quý vị không thể tưởng tượng nổi. Và cả vũ trụ, quá nhiều tinh cầu khác nhau, cảnh giới khác nhau. Quý vị không thể chỉ nói cảnh giới thứ năm, đó chỉ là con số đúng không? Ồ, Chúa tôi, hãy nhìn địa cầu này, thậm chí chưa phải cảnh giới, nhưng đã lớn biết bao rồi. Hãy xem mặt trăng, mặt trời và thiên hà của chúng ta đây, đã vô cùng vĩ đại rồi. Hãy nhìn dải ngân hà, vĩ đại biết bao mà quý vị thậm chí cũng không biết một tinh tú trên đó, một tinh tú trên bầu trời quý vị còn không biết. Nhưng hôm nay con cảm thấy thật sự khiêm nhường. Vậy à, con cảm thấy... Tại sao? Vì anh luôn luôn cho rằng mình là Phật, phải không? Bây giờ con biết con không phải. Anh muốn làm Thượng Đế để làm gì? Dạ không, con không muốn. Mọi người tưởng tượng Thượng Đế, hầu hết họ tưởng về vị Thiên Đế của cảnh giới Atula, Thiên Đế của cảnh giới thứ hai hoặc Thiên Đế của cảnh giới thứ ba. Đừng nói đến thứ tư hay thứ năm. Dạ. Nhưng dĩ nhiên những vị này cũng là Thượng Đế. Dạ, họ là một phần vĩ đại của Thượng Đế. Dạ, một phần. Nhưng đấng toàn năng thì khác. Thế thôi, hiểu không? Đấng nguyên thủy nhất. Hôm nay con cảm thấy rất vui, con cảm thấy một cuộc hành trình tuyệt diệu đang chờ con. Thật à? Dạ. Đó là một hành trình vô tận, đúng không ạ? Cái gì? Một hành trình vô tận. Hành trình, ồ, đó là sự biết tất cả, đúng không ạ? Chắc chắn, thậm chí ở thứ năm, vẫn còn quá nhiều đến nỗi quý vị sẽ nghĩ quý vị không bao giờ biết đủ. Chà, thật sự kỳ diệu, cho nên như vậy đã quá nhiều rồi, cho loài người quý vị. Dạ không, đó là một sự tuyệt diệu và kinh ngạc. Lúc còn bé, chúng ta nhìn vũ trụ và nghĩ, ồ, nhìn xem thật là kỳ diệu, hôm nay con thoáng thấy được điều này từ bài giảng của Ngài. Nên đó là lý do con rất kích động và cảm thấy rất khiêm nhường. Thật sự, hôm nay, những sư huynh sư tỷ tại đây làm việc rất cực. Làm việc rất cực nhọc, vẫn còn đang làm. Mỗi ngày đi đón quý vị, hành lý, đường xá như thế đó và ngay cả phải đi mua sắm cho quý vị. Tốt. Gần nửa đêm rồi hả? Quý vị muốn đi ngủ chưa? Dạ chưa, vẫn muốn nói chuyện à? Dạ không, con chỉ muốn nói. Chúng con rất vui mừng được làm thứ dầu thô và về nhà, đi ngủ. Không hề gì, quý vị là gì cũng tốt. Quý vị là gì cũng đều tốt, tất cả đều cho cái gì đó. Ngay cả đá cũng hữu dụng, đất cũng hữu dụng, cỏ cũng hữu dụng. Hãy thiền rồi quý vị sẽ biết. Thôi nghe. Quý vị thiền nhé. Dạ. Đừng ngủ ha. Dạ không. Bởi vì tôi thiền ở trong đó nghe. Nhưng dĩ nhiên tùy quý vị chọn lựa, nhưng tôi khuyên quý vị nên tỉnh. Thời gian ngắn ngủi, quý vị không ở đây lâu, quý vị không gặp tôi thường, cứ ráng thức. Sao đi nữa, quý vị sẽ nhận được năng lượng. Chúng con có thể thiền trong toa xe. Trong toa xe được chứa tất cả mọi người, một số đây, một số ở đó. Nơi nào có chỗ quý vị đến thiền, hiểu chứ? Tại sao lúc nãy cô khóc? Có chuyện gì? Con rất biết ơn. Biết ơn. Thành ra cô khóc à? Được, hay. Tôi ngồi lâu quá. Ngồi lâu quá, chân tôi giờ không biết tôi đẳng cấp nào nữa. Quý vị nghĩ gì cũng được, ha? Quý vị nghĩ bất cứ điều gì cũng không sao, chỉ thiền thôi. Ít ra quý vị biết tôi sẽ đưa quý vị lên cảnh giới thứ năm, chắc chắn. Nếu không phải bây giờ thì từ từ. Ý tôi nói tối thiểu tôi có khả năng đưa quý vị đến đó. Vì quý vị có quan niệm khác nhau về Thượng Đế phải như thế nào? Ngài phải có hình dáng ra sao, Ngài trông như thế nào, biết không? Thành ra họ giết Chúa Giê-xu. Bởi vì họ không tin Ngài là Thượng Đế, nhưng Ngài chính là vậy. Đôi khi các minh sư khác cũng từ Thượng Đế, những hiện thân khác, nhưng không ai tin. Cho nên nói chuyện này có ích gì? Dù sao đây là một khái niệm quá vĩ đại.
Tôi định đi, nhưng nhìn mắt quý vị và quý vị thiền nghỉ một lát, uống nước rồi tiếp tục nha. Dạ. Kính chào sư phụ. Chúng con thương ngài.